Cái gì đây? Nhìn quả nầm là vào xem lai ngay, mặt vừa chảy nước. Thằng Hùng này mũ bích ngọc mà gặp thì tôi má mất cái tay nha Hùng ơi. Hùng chơi cái gì đấy? Thôi ơi. Ở đây nó so xanh lại vậy. Trời điện tử. À, tệ luôn á. Tống Hạo Thiên, thiếu bê đôi mà, sở sao để bé ngọc đi. Tổ luôn á. Jamba ninjo chung na vona. Shut down. Hùng chơi game vào đấy thể. Muốn chặt cái tay Hùng thật đấy. Không ai rồi. Thương ta, chơi trắng. Những văn đức, ngọc đi ưng. Kìa, còn không làm được việc nữa. Ai kìa VZ. VZ ơi, không chết luôn mà. Hay Huyền ơi. Khổ luôn. Ông VZ, ông ấy đánh ai đấy? Không biết chơi, không kỹ năng, xin đừng chơi VZ. Khổ luôn á. Long Byron, ra thế. Cái gì đó, bao nhiêu pha mù mắt rồi. U con gấu lên hàng phép, bảo sao nó trâu thế. Cứ thấy KD âm thì lại gà cá luôn. Đọc ý toán nhở. Ngô Xuân Công, chị like từ mấy giờ á? Chị ơi chào Huy Toàn được không ạ? Dừng nó xuống. Thì đẹp mà nói tục quá. Ôi chết, đẹp thì không được nói tục rồi ông Cóc. Đồng Nguyễn Hoa nhá. Ai đưa ra quy định vậy? Con ta chi yếu thế. Tưởng nó mạnh cơ. You will never know what's on my mind. Chị ấy tóc biến xích hôm này luôn nhé. Không có tóc à? Không có tóc. Phạm Trung Hoa, chị không chạy. Không muốn thì không có á. Không có. 2 giây nữa hồi. Ui. Ui. Ừ. Đây này. Con lùn này. Ui không chết kìa, trâu thế. Rồi, không bao giờ nên tên Hùng. Tên Hùng. À đây là mất liềm rồi. Chào học sư thi. Ngô Xuân Công, con ông Bảo chỉ có ngày chủ nhật đây rồi. Đào Nguyễn Minh Bảo nhá, cái gì ngọc xì ke cái ấy. Là Phạm Trung Huân nhá. À, Hùng Báo giết luôn. Báo. Ui, thằng AD 8-9k tiền. Hùng Báo Hùng chơi. Hai thằng AD 8k tiền. Đặng Trần Đông, SN xanh lắm rồi. Khổ nhục luôn á. Hùng ơi, không thấy không gì Hùng. Gì em ơi. Chú báo Hùng. Hùng ơi chơi này Hùng ơi chơi. Cho Hùng để chơi cái con này. Còi em nói gì đấy? Đánh như lồn của mẹ còi em biết chơi à? Thật không? À... Võ Văn Quốc, slot với. Mình nghĩ đi chỉ. Khổ nhục luôn. Nó ép tận nhà này. Tự nhiên AK đây, AK vào đấy là mình có thể lợi thế luôn mà. Ha, tự nhiên game nó khó lại mình ấy nhỉ. Con Kaiser à? No one can escape the web that I weave. Nguyễn Hân Nguyễn, yêu chị Ngọc. Nguyễn Hân Nguyễn nhỉ? Chị ấy xích luôn đi chị. Mấy giây có xích chị? 6 giây. Tống Hạo Thiên, người bị bố đá cho từng còn xem Ngọc Lai tới khi. Mặt cười nhộn thịt. Còn không làm được việc nữa. An enemy has been defeated. Ta mết rồi. Con Eliku này. Không về đi. Nguyễn Huân, kèo kèo. Đâu kèo đâu. Đói. Quẹ. Your team has destroyed. Con kéo nó vào nữa, đừng. You will never know what's on my mind. Đuổi thử xem nào.
rồi. Còn đi Nguyễn tìm Duy nữa. Thành, Hiếu là bồ của chị Ngọc à? Đấy, Hiếu là bồ chị. Nó không tìm được nói. Chuẩn ông nào đấy? Tạm người à, đi. À, à mày. No one can escape the web that I weave. Ai cứu á? Chạy chạy vô nào ơi, chạy sao được? Cay thế. Mình tiên chân. Ai sao lưng Ngọc nhìn. Đau quá. Nhìn nó bắn kìa. Ui. À. Khó rồi, em khó. Ui sổ, bắn về rết hắt kìa. Trần đái, Hiếu là chồng chị Ngọc. Trời ơi, thua. Bắn đi, Huyền ơi, bắn đi, bắn đi. Ui, số Huyền bắn yếu nhỉ. Vũ Bích Ngọc, Vũ Bích Ngọc. Thôi xong rồi. Chị ơi, không làm được gì. Không làm được gì, bó tay. Tô lại Hoàng mất Quân, một sao thích cho em con Zuka. Khổ luôn á. Để chờ con kế để chiến đấu hết cho anh Đạt nhá. Khổ luôn. Đấy chơi game AFK cái mất hết lợi thế luôn. Chờ tiến mạnh nhá. Lại mất sao. Cay thật sự. Lương Đức Hảo, Minh Thiên chào em. Ai sao Lương Ngọc Huyền. Lại chênh lệch mà. À. Nãy không chênh lệch giờ lại chênh lệch. Khổ nhục luôn. Giang cho xin slot nhá. Bùi Mạnh Minh, vì trai solo vĩnh yên nhìn grab. Hello chị. Góc của cái cam hình như sai sao lại sai. Mình luôn để cam góc này mà. Hello tiến mạnh theo nông văn trung nhá. Ngọc và Win cho một cục điều vậy. Ông phép hết thôi. Trung thiệp pro. Chào Nguyễn Văn Hạc nhá. Anh chưa cho kia mở góc sinh gai. Đâu có rủ đâu mọi người. Người ta có rủ mình đâu mọi người. Cứ phải ông bảo rủ thôi. À, mà ông Hà đây tôi tên Ngọc chứ tôi không tên Bích nhá. Rủ. Rủ đi. Thích à Hiếu thích à. Thích sang kia chơi kìa. Cái anh gì thế? Lương Đạt. Anh gì ấy quên tên rồi. Mà không ai tặng sao à? Thế chị anh đấy tên gì nhỉ? Không ai tặng sao hết á. Nguyễn Hoàng hay chị? Quá khổ nhục luôn anh Đạt ạ. Chị ơi, đọc tên S2 kìa. Tên S2 Long và cái lồn mà. Ôi má Long. Sao để tên vậy Long? Cùng văn thuật, chị Ngọc đấm nhau không để chị Long luôn á. Lè lưỡi liếm phèn. Rồi đấm nhau nữa. À, gặp thuật đấm cho thuật gãy răng nó thuật. Đừng cầm ma da. Đúng rồi. Long sao để tên thế không cho chơi game đâu nha Long nha. Làm người đi. Hứa Kỳ, chào em yêu. Chào Hứa Kỳ nhá. Ở ngoài kênh chat ông nào muốn được chơi vãi cả lìn nó cấm nắc ạ. À ơi. Thì đây đã để nghe ói nhưng mà đánh nắc ngon hơn. Cái gì hỏi thật, có thể khó chịu khi mang hai quả bóng không? Đã làm người đi. Của ai ra tôi đâu? Vẫn độc thân. Đây. Hello chị. Đó, tôi vẫn độc thân em nhá. Em biết sau nhá. Đạt, đi idol. Lên Tú ơi. Nguyễn Vân Hạ phải chào rồi, vẫn còn hello nữa, lại còn hello nhỉ? Bím nữa. Ha đi. Cứ gọi tên ở nhà của người ta. Chào Cường Lô Kích nhá. Cái gì chị ơi em muốn lái chị chim bóng lông chưa đòi lái. Ok baby. Hello Ngọc Anh nhá. Thì team em có hai người bức bẩn. Ông này toàn nói gì chuyện gì ở đâu không à. Cái gì nhở? Nguyễn Xuân à, Nam. Mấy ông kênh chat ông nào muốn chơi nào game vào game đổi tên thành Hiếu ấy là được chơi nhá. Thôi. À Hiếu ngoan đi Hiếu. Tí không cho Hiếu chơi nữa bây giờ. Đấy. Trung thịt pro. Có hai ngoa mua lick. Cái gì? Tí không cho chơi nữa. Ờ. Sao? Ờ. Cho chân dưới nhá. Cho chơi thì thôi. Ờ thôi thôi. À, Tú tử tế cầm thần long tỷ tỷ kìa. Chào Bích. Thì sao? Thuật này cứ rủ đấm nhau thôi mà.
Nguyễn Thanh Phương, em 19 tê đủ lông đủ cánh rồi chị. Không, à. Không biết là chịu được mới phát cái gì. 19 tuổi đủ lông đủ cánh. Nếu mà đủ lông đủ cánh thì phải có hình ảnh để chứng minh nhá. Không thì không tin đâu. To hơn Hiếu thì được yêu Vũ Bích Ngọc. Hello má, cút đi. À nhầm. Bằng cái phích nước thì được Lâm yêu Ngọc Vũ Bích Ngọc. Chỉ không mấy vậy nhi. Cái gì đi làm giờ mới về xem Lai Ngọc có ý kiến thì không? Dạ Ngọc không ạ. Ngọc không dám có ý kiến gì cả. Thì 21 em ơi. Khổ nhục luôn á. Tại sao chị này lừa dối khán giả như thế? Tại sao lại lừa dối khán giả? 91 mà sao của 21. Cay á. Đông cặc lò, chị em cách ăn cơm đi chị. Khổ nhục luôn á. Cái gì ông cóc nó vẫn còn lép. Đào Phát, 2K1000 như 92. Cái gì mà nhìn như 92. Cay ấy. Có mấy ông không khen mình được câu nào. Thật sự luôn, nhất là thằng Hiếu. Thằng Hiếu này lớp ca lớp cấp. Thôi, không cần. Đây không cần. Nên thương Vũ. Hello chị. Hello Nguyễn Vũ nha. Chơi khoai khoai đi chị. Với Hòa Bình em ơi. Chào Văn Hoàng nhá. À lại còn biết chào không nữa. Hoài đấy ông Căm. Trên Việt rồi. Sao chị em không biết ra? Phụ dùng trời. Không rảnh đâu mà phụ. Lô Trần Dương. Nguyên Quang, Hòa Bình auto véo to nháy các hình. Nguyễn Duy Thành, ép hình. Con khỉ này. Nó ăn bùa kia. Ăn thì sao? Mất rồi. Con suy nhược à? Cái con chó này. Phạm Hà Kiển, lô bà trẻ. Lụm nó ở đây luôn này. Phạm Hà Kiển nhá. Cái gì mà tét tướng? Cứ bắn đi Tú, cứ bắn đi Tú, cứ bắn đi. Mấy hôm nay tôi thấy Vũ Ngọc Lai rồi. Đánh con bài này ghê vậy kêu tét. Mày. Đông cặp lò, phun chí màn đê chỉ, trâu hay bò mà không thấy lạnh vậy. Được không đấy, được không đấy. Không kịp cũng rồi. Má, em định lướt qua người nó rồi đợi nó lướt chiêu 2 mới nhảy mà thằng đấy chắc quá, nó đợi mình nhảy nó mới lướt chiêu 2 thôi. Nó phải như vậy chứ. Duy Anh Phạm, nhìn to thế PPK. Cái gì mà trâu hay bò ở trong nhà người ta bật máy lạnh không cấp. Về nhà Vũ Bích Ngọc ơi, về nhà Vũ Bích Ngọc ơi. Lại về nhà. Thì mất hết rồi này. Ui không đủ đam. Ai ạ. Có chiêu luôn. À mày. Đừng biến về mà. Mộ trong này con Văn Nam. Hello chị cho xin slot. Tất trận thì vô thôi em. An enemy has been defeated. Anh đi tôi qua này. Quần què gì vậy? Quần gì vậy? Chơi game mà quần què gì vậy? Nguyễn Vũ Hải. Chơi game mà khóc. Chào Vũ Hải. Nên bạn xem livestream vui vẻ nhé. 4 tiền. Thôi nào chả xem tối nào cũng bật like xem tầm 10 phút là ngủ quên luôn. Vãi là xem 10 phút đồng hồ. Má nó lụm luôn rồi. Ba bùa đỏ nó kìa, bùa đỏ nó không có. Kìa. À mày nó à. Nó hết chiêu. Ơ? Sao vậy? Con này đu tật. 4.000, công nhận xem like dễ nhỉ. Ôi yếu ơi. Ơ kìa. Cay ơi. Chỗ vẫn bắn.
trụ vẫn bắn em mà cay thế. Không ai cứu được rồi. Thế mà Vũ Bích Ngọc không xuống tăng trụ. Vãi, lại còn bắt xuống tăng trụ nữa.